Túi sách lớn da Togo, Mitya Alligator, với logo song ngư về nguyên khối AU750, đính kim cương của một vị khách hàng đặc biệt của Kỳ Lân. Vị khách này muốn thiết kế cho mình một chiếc túi có thể mang đi đánh golf hay đi du lịch. Mọi chi tiết trên túi sách lớn da Togo, Mitya Alligator, với logo song ngư về nguyên khối AU750, đính kim cương đều được các người thợ thủ công trau chuốt tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều được làm vô cùng cẩn thận, đảm bảo chất lượng túi hoàn hảo nhất. Chất da Togo và da Alligator loại 1 nổi tiếng với sự mềm mại cùng với những đường vân rõ nét mang đến sự tinh tế và sang trọng cho người đeo. Khi chạm vào, bề mặt da mang lại cảm giác sần nhẹ nhưng vẫn mềm mịn, tạo nên một trải nghiệm độc đáo, cuốn hút và khác biệt so với các loại da khác. Đặc biệt, chất liệu này không chỉ đảm bảo độ bền mà còn giữ được hình dáng và độ mới mẻ trong suốt thời gian dài sử dụng. Bởi thiết kế cá nhân hóa đã làm tôn lên sự đẳng cấp và giá trị của người sở hữu. Sự kết hợp giữa da Togo và da Alligator không chỉ mang đến vẻ đẹp tinh tế mà còn thể hiện sự tỉ mỉ và khéo léo trong từng chi tiết thiết kế, hướng đến một phong cách thời trang thời thượng đẳng cấp. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.